Cái này là mẹ mẹ đang giở trà, giở trà tép. Em sao quay phim giở trà giở tép. À, có cây vợ nó xúc quá. Đấy, chiếc ghe đang chạy đó, chiếc ghe ủi á. Còn này mấy chiếc ghe này bà con người ta cũng đi làm cá nữa nè, giăng lưới làm dến hay là xỉa hay là đi côn này nọ. Ở bên bờ sông luôn. Cái này lưới chứ sao lưới còn nhiều quá vậy nè, nó mới ấy à hả? Giờ ai xuống trước thì xuống đi, xuống trước đi, ngồi lát nè, tôi ngồi tốt sao ha. Cậu thấy ghê trời, nhìn dòng sông buông trôi thương sao đám lúc bình theo con nước. Hôm nay đi dỡ lưới với ông bà chính này nha bà con, cá nhiều nhiều quay đẹp đẹp một chút, đỡ là bữa nay không có gió. Đó, nói không có hồ đất nổi. Chiều hò hẹn màu lục bình trôi, tim cả bên sông chiều, tim cả cuộc tình ta. Giờ nơi ấy giàu sang, nước mình mong rồi bà con. Làm chi những ngày xưa mình à, nước giật lại rồi. Nhìn dòng chuẩn bị đi dỡ lưới nè bà con. À, ở này ở phía sau chợ Tà Đảnh phải không? Phía sau chợ Tà Đảnh không? Dạ, sau Tà Đảnh. Nói thì nhờ nhân lưới đồ đó, sáu ơi. Thôi mùa dịch đó. Ngoái đứa nhỏ mà giờ mùa dịch đó. Linh ghìa ăn nó cũng ngon bằng cá linh tròn. Bằng mắm nó ngon, nó mềm. Cá linh tròn thì ăn nó béo. Về nơi xứ lạ, bỏ em một mình. Cái bà ủa, không có văn nữa hả? Có chuyện qua văn nè, gửi thấy nhất quá gì. À, văn này gửi luôn. Dạ, gửi luôn. Văn dặn câu hò. Mặt trời mới lên nè. Đó, ổng mới lên sáng sáng một chút. Cùng bên sông này ngày nào hai đứa, anh hứa yêu em nhiều, nay quên mất đành sao. Nhìn dòng sông buông trôi thương sao đã lúc bình, theo con nước vô tình. Chạy giữa chà kìa, quay phim đó. Đang lên thì dướng không giờ gỡ nè, đó bắt đầu lai rai lai rai rồi đó. Người đi bên đem cái chổng chắc nó hư không, đem cái chổng hư không? Cái này là mẹ mẹ đang giở trà, giở trà tép. Em sao quay phim giở trà giở tép. À, có cây vợ nó xúc quá. À, để cái nóng trà nhỏ nhỏ rồi cái đó. Cái này là cái nghề khác nữa, nghề bắt tép thôi. Có lương đó hả? Có luôn, sợ sụp hầm thôi đó. Cá này bà con, cái nào bằng mắm thì mang, cái nào ăn thì ăn, cái nào bán thì bán. Có mấy cá linh tròn nè. Không sao.
Đó, thấy cá không? Tôi phải lội xuống nước vậy nè bà con. Quay cho anh em coi mà tôi cũng cực khổ lắm thấy chưa? Đó. Nước ngang ngực luôn nè. Mà không ở dưới nước vậy là quay không có đẹp. Ngồi vô ngồi. Ngồi phía sau rồi ổng bả gỡ phía trước rồi mình bị án không có quay được. Đó, vừa mới thầm nhẹ, mới vừa, thầm. Vừa làm vừa gỡ vừa năm, làm cá luôn. Năm nay nước lên. Dặn chung các bạn như bạn rất khó đâu. Năm này là chủ yếu là bắt tép thôi nhỉ. Bây giờ cái gì cũng bắt hết. Có lương hả? Cái đó nó đắp ủ hay gì? Ủ. Bên xa vậy mà cũng vô anh sáng. Vô. Sai thế là sai. Bây giờ dân nghèo thì nhờ ba cái vụ nước này nè. Mà cả chục năm nay mới có con nước lớn gì nè. Mà con nước lớn này cũng nhờ cơn bão vừa rồi đó. Chứ không có cơn bão vừa rồi thì cũng mất mọc luôn. Chứ không thì mất mọc luôn. Năm ngoái ra, năm ngoái có làm mắm gì được hơn. Năm ngoái không có gì trơn. Năm ngoái ủ mất mớt được cái ba hạt thì mua thêm. Cá linh nè. Cá linh tròn nữa. Sông chiều tìm cả tình. Năm ngoái ba cái vụ dịch nữa. Để quay lấy cái máy này quay cái thằng đó nó chống xuồng. Vậy là từ đây tới nước vực là Sài Di có làm nữa không? Nước cạn lại nó có làm không? Nước mới về mới làm Sài Di nhiều không? Thì bữa nay bà ra nó thối mẹ nó nè. Chọn nó rìa nha. Gãy luôn nè. Sông lặng trôi, cánh chim chiều lẻ bàng, lục bình thở than.
tinh. Cái này cái linh tròn nhiều ha. Cái linh tròn nhiều. Nó tròn cái đầu nhím thôi. Cá đầu nhím là sao nữa? Là có gì nó uống cá. Cái gì vậy? Tại tôi có mặn hoài à. Cái chưa có mất. Cá linh đồng nó lên đồng nó mau lớn vậy sao? Hồi trước tôi đi cá linh kêu bằng cá linh non á, li ti đó, thì cá dến á, cá dến á tụi nó ấy cá li ti không à? Ông gió bắt tới là ông giật thương. Ông ấy dính đây dưới chừng lưới hả? Có linh gì đó ăn cũng được mà điều đó không bằng cái linh tròn. Nấu canh chua bông súng thì có lý. Dạ. Ở chỗ bông súng cũng mắc cái bộ. Ở nhà có trồng cái bông súng. À đúng rồi. Đó, nguyên một về luôn. Chà, cái này chắc phải xuống nước quá. Đó, nguyên về. Sông